Thầy xin chào các em nhé. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề đấu trường toán học vòng sơ loại 1 cấp tỉnh của năm học 2021-2022. Thì cái ngân hàng đề từ FPT á, thì nó như nhau hết là các bạn nhé. Thành ra là các em cũng không cần phân biệt tỉnh nào hay là thành phố nào, nó cũng vậy à. Rồi cuối cùng các em sẽ gặp nhau ở vòng quốc gia vân vân nhé. Thành ra giờ nhiệm vụ các em là nắm vững kiến thức và cách suy nghĩ, cách giải quyết các cái dạng bài tập đó. Còn đề của tỉnh nào các em không quan trọng, nó như nhau hết à các bạn nhé. Rồi câu số 1. Điểm C biểu diễn số nào? Thì cái này nó đơn giản quá các bạn ha. Điểm C thì ứng với là số 45. Còn cái điểm biểu diễn số âm 46 á, nó tương ứng với điểm B. Điểm biểu diễn số ha, số được biểu diễn bởi điểm. Cái đó là nguyên tắc biểu diễn rồi. Số 0 thì là số nguyên, phải không? Còn số âm 15 nó là số nguyên, nhưng mà không phải là số tự nhiên đâu các bạn ạ. Cẩn thận ha. Câu số 3. Ta có thể liệt kê những phần tử trong tập hợp P ra các bạn nhé. Từ âm 11 tới 3 mà không có lấy hai đầu, như vậy là ta lấy âm 10, âm 9, âm 8, vân 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 cho tới 0, 1, 2. Rồi người ta hỏi là trong cái đám đó số phần tử nguyên dương mà lớn hơn 1 là số mấy? Các em để ý là chỉ có số 2 thôi. Trong cái các phần tử tập hợp P chỉ có cái số 2 là nguyên dương mà lớn hơn 1 nha các bạn nhé. Như vậy đây là chỉ có một phần tử mà thôi. Tiếp theo, các em chú ý những cái câu mà cái ô vuông nhé. Thì những câu này thường thường nó có nhiều đáp án trở lên, chứ không phải là một đáp án đâu. Còn những cái câu mà nó cái dấu trắc nghiệm mà tròn tròn á, thì nó chỉ có duy nhất một đáp án đúng các bạn nhé. Cái này các em thi nhiều các em sẽ nhận ra thôi. Thôi thầy trở lại, tới đâu thầy nói tới đó luôn ha. Câu số 4 nè. Những số nào không phải là số nguyên dương? Đọc cái đề cho kỹ nha. Giờ không phải là số nguyên dương thì ta có âm 7, số nguyên âm đó, âm 10. Còn 100 với 1 là số nguyên dương rồi. Tiếp tục. Điểm A biểu diễn số âm 76. Còn cái điểm biểu diễn số âm 71 sẽ là điểm C. Cái này nó đơn giản quá, thầy không nói nhiều. Tiếp tục là câu số 6. Những số nào thuộc tập hợp số nguyên âm? Như vậy là số âm 3 và âm 4. Các em phải đọc kỹ đề, nhiều lúc là thời gian nó nhanh quá rồi mình đọc không kỹ đề cái mình chọn sai, mặc dù mình vẫn hiểu các bạn. Cái đề nó hỏi phủ định hay là khẳng định, cẩn thận nha. Ví dụ như cái đề câu 6 là hỏi khẳng định thuộc tập hợp số nguyên âm ha. Còn cái đề trên này thì lại hỏi phủ định xuất hỏi chữ không nè, không thuộc đấy, cẩn thận đấy. Đó, số 1 là số dương rồi, số 0 là số BD. Số 0 không phải số dương, cũng không phải số âm. Thầy thường gọi vui là số BD đó các bạn nhé. Câu số 7. Số đối của âm 9 thì sẽ là dương 9 à. Câu số 8. Số đối của 11 thì là âm 11. Những câu đầu nó dễ, các bạn đừng có sai lầm ở mấy câu này. Số đối của âm 8 sẽ là 8, dương 8 đó. Số đối của 1009 là âm 1009. Còn số đối của âm 324 sẽ là 324 các bạn. Câu 11. Sao toàn số đối không à? Dễ vậy. Số đối của 6 thì là âm 6. Số đối của âm 7 hả? Thì là dương 7. Số đối của 8 hả? Thì là âm 8. Trời ơi, mình đâu phải trẻ con nữa. Hỏi dễ quá các bạn ha. Mình đâu phải trẻ con nữa, mình là con nít rồi. Tiếp tục. Câu số 12.
có bao nhiêu số nguyên ích mà nằm ở giữa âm 103 và âm 97 các bạn nhé. Âm 103 nó đây, âm 97 đây. Người ta vẽ sẵn cái hình cho mình nữa mới thích chứ. Thì có tất cả 5 số nguyên nằm ở giữa hai số đó các bạn nhé. Như vậy là ta thấy là có tất cả 5 giá trị nguyên thỏa yêu cầu đề bài. Ở đây các em chú ý là người ta cho là dấu bé luôn. Còn trường hợp mà cho dấu bé hoặc bằng á, là mình phải xem xét kỹ ở hai cái đầu nữa các bạn nhé. Hai cái đầu này liệu có lấy hay không nhé. Có dấu bằng thì lấy cả nó luôn, còn không có dấu bằng thì thôi. Câu số 13 cũng là một cái loại đó. Âm 1 nó đây, số 2 ở đây. Ở giữa âm 1 và số dương 2 thì có hai số nguyên là 0 và 1 các bạn ạ. Nhưng mà ta hỏi là số nguyên dương, như vậy bỏ số 0 đi, số 0 là số BD mà. Như vậy ta lấy số x bằng 1 thôi. Đó, hồi nãy thầy nói là những cái nào mà vuông á, cái ô mà tròn thì nó chỉ có một đáp án duy nhất các bạn nhé. Còn cái ô vuông á, thì nó có nhiều đáp án. Đọc cho kỹ đề không thôi, lớp tớp là mất điểm á. Cái này nó dễ nhưng mà nó yêu cầu cái thời gian ngắn quá. Nó lớp tớp là nguy hiểm lắm. Câu số 14, âm 4 đây, 0 đây. Giữa hai cái vùng này có ba số nguyên là âm 3, âm 2 và âm 1. Đó. Như vậy là chúng ta trong các số nguyên dưới đây, số nguyên x nằm trong vùng từ âm 4 tới 0 thì có ba số. Thì đây âm 1 nè, có nó nè. Số 1 thì không có rồi, số 1 nó nằm qua bên tay phải rồi các bạn. Nó đây, nó nằm qua bên, nó lọt ra ngoài cái vùng đó rồi. Âm 3, ok à, số 2 này không phải. Vậy thôi. Câu số 15. Trời ơi, cái hình nó nhìn vô thấy luôn rồi gì nữa. Nằm giữa, số nguyên mà nằm giữa âm 16 và âm 14 là số âm 15 à. Tiếp tục câu số 16. Bạn hãy chọn tất cả các đáp án đúng. Đấy. Những số nguyên nằm giữa âm 3 và dương 1. Không tính hai số đó bởi vì đây là dấu bé mà các bạn. Như vậy có ba số nha, âm 2, âm 1 và 0. Âm 2 nè, 0 nè. 2 thì nó nằm lệch qua bên tay phải rồi. Nó nằm ra ngoài cái vùng đó rồi. Âm 4 thì lệch qua bên tay trái, nằm ngoài vùng rồi, bỏ đi. Vậy ta lấy hai số thôi. Tiếp tục câu số 17. Câu 17 người ta hỏi gì? Người ta hỏi là số phần tử của tập hợp D mà là số nguyên á, là có bao nhiêu số đó mà. Số phần tử là số lượng đó các em. Rồi các em thấy trong tập hợp D thì có bao nhiêu số nguyên trong đó. Thì tất cả đều là số nguyên các bạn. 8 số luôn ha. 8 số. Rồi trong tập hợp D có bao nhiêu số nguyên âm. Mình đếm đi. Âm 3, âm 2, âm 1 là số nguyên âm đó. Như vậy có 3 số thôi. Nhanh nha, khẩn trương nha. Còn lúc thầy giảng thì có vẻ cảm giác nó dài vậy. Chứ vô thi các em làm nhanh. Ở số nguyên dương, số nguyên dương là 4 số. Âm 1 cho tới, à xin lỗi, dương 1 cho tới dương 4. Số 0 không tính, số 0 là số BD mà. Rồi, ok. Câu số 18. Cho tập hợp E là tập hợp gồm các số đối của những phần tử nguyên âm ở trong quy. Thì trong tập hợp quy có ba số nguyên âm nè, là âm 3, âm 2 và âm 1. Thì mình tìm những số đối của ba cái số đó, là số dương 3, dương 2 và dương 1. Đó. Như vậy đáp án của chúng ta là câu đầu tiên, ý đầu tiên. Câu số 19. Tập hợp D này nó giống cái câu hồi nãy, có bao nhiêu số nguyên ha. Thì tất cả đây đều là số nguyên mà. Thấy không? Đúng không? Như vậy là có tất cả là 2 4 6 8 số nguyên. Rồi, bây giờ coi có bao nhiêu số nguyên âm. Số nguyên âm thì nó có 4 số, âm 4 cho tới âm 1 các bạn ha, số nguyên âm. Rồi, số nguyên dương. Số nguyên dương thì mình có 1 2 3 đó. Đó. Vậy thôi.
dễ quá trời. Mấy cái vòng này vẫn còn dễ các bạn nhé. Câu số 20. Điểm M, điểm N. Bây giờ nhìn hình nè, các bạn để ý nè. Điểm M thì nó nằm ở giữa âm 3 và âm 1. Thì đó chính là điểm biểu diễn số âm, âm 2. Còn điểm N nằm ở giữa số 2 và số 4. Như vậy đó là điểm biểu diễn số, số 3. Như vậy các em thấy câu này là đúng à. Điểm M biểu diễn số âm 2 và điểm N biểu diễn số, số 3. Tiếp tục. Điểm M cách điểm N 5 đơn vị, liệu có đúng không? Thì các em đếm đi, đếm có bao nhiêu đoạn nữa. Đếm nha. Từ âm 2 tới 3 thì có 1, 2, 3, 4, 5 khúc à. Như vậy là cách 5 đơn vị. Hoặc là các em lấy số lớn trừ số bé là 3 trừ cho âm 2 thì nó bằng 3 cộng cho 2 và bằng 5. Như vậy khoảng cách giữa hai cái số này à, là 5 đơn vị. Đó là đáp án đúng luôn đó. Còn đi thi thì mình coi tiếp hàng này. M biểu diễn số âm 3 ở tầm 7 à, không đúng à. N biểu diễn số âm 3 cũng đúng. N biểu diễn số 3 mới đúng nha. Như vậy ta chọn đáp án thứ nhất và thứ nhì là câu đúng. Tiếp tục. Chọn điều đúng. Tập hợp số nguyên gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên. Cái này quá đúng luôn. Các số nguyên âm là trừ 1, trừ 2, trừ 3, mãi mãi. Rồi thêm các số tự nhiên nữa là 0, 1, 2, 3. Này các em biết rồi, đây là N, số tự nhiên. Còn đây là số nguyên mà số nguyên âm nhé. Đó. Đáp án đúng, mà ở đây tròn thì chỉ có một đáp án thôi. Vậy ta chọn đáp án rồi ta bay qua câu khác luôn. Còn đây mình đang bồi dưỡng, mình rà rà thêm cho vui, mình đang rảnh mà. Chỉ gồm các số nguyên âm và các số nguyên tố là 7 rồi. Đó. Số nguyên tố thì đâu có đại diện hết cho các cái số nguyên được. Tiếp tục, gồm các số nguyên âm và các số nguyên dương thì nó lại thiếu mất cái anh bạn là số BD, số 0 à. Đó, vậy các bạn nhá. Tóm lại là chọn đáp án đầu tiên thôi. Tiếp tục câu 22. Cái này là kem lớp tớp, kem dễ ra đi lắm nè. Đầu tiên là mình tìm A đã. A nó sẽ bằng 50 trừ cho 24 thì bằng 26. Nhưng mà ta không có hỏi A đâu nha, người ta hỏi số đối của A. Nhiều em là lấy 26 đưa vô cái này luôn là xong, ra đi, mặc dù không phải mình ngu. Đây là âm 26 các bạn nhé, đọc đề cho kỹ thôi. Tiếp tục, người ta cho tập hợp quy, người ta biểu là E là tập hợp gồm các số đối của các số nguyên dương trong tập hợp quy. Trong tập hợp quy có những số nguyên dương là 1, 3, 5, 7. Ta đi tìm đối của chúng là âm 1, âm 3, âm 5 và âm 7. Như vậy đó chính là đáp án số số 4, đáp án thứ 4. Vậy các bạn nhé. Cái này nó tròn tròn. Cái này là cái ô tròn, nó là hình tròn thì chỉ có một đáp án đúng thôi. Đỡ mất thời gian. Câu số 24. Số đối của kết quả 4 cộng 6 là 10 á, 4 cộng 6 là 10 thì số đối của nó là âm 10. Nó đọc đề cho kỹ. Còn 8 trừ 2 nhân 4 là bằng 0 các bạn. Mà số đối của 0 là chính nó à, riêng cái số 0 thì có số đối là chính nó. Câu 25. Tập hợp A có bao nhiêu cặp số đối nhau? Cái này thì các em cứ lựa một số dương, một số âm thôi nhé. Mình có 1 với âm 1 là một cặp, 2 với âm 2 là 2 cặp, 3 với âm 3 là 3 cặp. Còn số âm 4 ở đây là số lẻ loi, FA, không có bộ. Rồi như vậy ta có 3 cặp các bạn nhé. Một dương một âm là đi cặp với nhau. Câu 26. Số đối của số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Các em để ý là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là số 100. Đúng không các bạn? À xin lỗi nhầm. À, có hai chữ số thôi mà là 98 đó. Thì số đối của nó sẽ là âm 98 các bạn nhé. Tiếp tục câu 27. Cho hai tập hợp đó, trong hai tập hợp, tập hợp nào chỉ chứa các số nguyên đều nằm
các số nguyên đều nằm trong khoảng từ âm 26 tới âm 20. Bây giờ những số nguyên mà nằm trong cái vùng mà từ âm 26 tới âm 20 á, thì cái hình minh họa nó như thế này các em. Âm 26 tới âm 20. Không? Như vậy là ta có ở giữa là âm 25, âm 24, âm 23 và âm 21 nhé. Đó. Âm 25 nè, âm 24 nè. Mình đang rảnh mà các em. Còn vô thi phải phản xạ nhanh nha. 5, 4, 3, 2. Đó. Còn thiếu một số nữa. Ủa? Âm 20. Còn thiếu một số nữa, âm 21 nữa các bạn nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Đó. Thì các bạn coi tập hợp A có đủ luôn kìa. 5, 4, 3, 22, âm 21 vậy thôi. Vậy chỉ có tập hợp A thôi. Đúng không? Còn tập hợp B nó lẫn cái thằng âm 27 lạ hoắc vô đâu được. Rồi câu 28. Trong các số ra, số nào nguyên âm thỏa cái đó. Trong các số đây, số nguyên âm thỏa mãn nằm ở vùng giữa này. Giờ các em loại cho thầy đáp án này đi. Bỏ đi. Đây là số nguyên dương rồi. Người ta hỏi số nguyên âm mà. Rồi giờ còn hai số xem xét là âm 7 với âm 14. Thì mình thấy là âm 14 thì nó lọt ra ngoài rồi. Nó lọt ra ngoài cái vùng này rồi các bạn nhé. Đây, âm 13 nó nằm đây, 3 nó nằm đây, số 0 nó nằm đâu giữa nè. Thì cái số âm 14 rồi nó lọt ra ngoài rồi, âm 14. Như vậy nó không có rơi vào giữa vùng này. Âm 7 thì thỏa các bạn nhé. Như vậy ta lấy âm 7. Mà lúc thi các em phải phản xạ nhanh cho thầy, chứ không thể rề rà như thầy vừa rồi. Thầy là thầy giảng để các em nhớ. Tương tự câu 29. Cho hai tập hợp. Tập hợp nào chỉ chứa các số nguyên nằm ở vùng giữa âm 6 đến 0 thì có âm 5, âm 4, âm 3, âm 2, âm 1. Đây là những số nguyên nằm ở giữa vùng âm 6 và 0 nè. Đó. Thì ta thấy luôn là tập hợp A chứ tập hợp nào. Và đây là cái ô tròn thì chỉ có một đáp án đó thôi. Rồi bay qua câu khác luôn, suy nghĩ một tí. Câu số 30. Nó cứ đề cái vòng sơ loại tỉnh này dễ quá các em à. Hãy tìm số nguyên dương mà nằm ở trong vùng này. Đó. Bây giờ ta bỏ hết những cái số không phải nguyên dương đi. Đây là số âm bỏ nè. Số 0 là số BD nè. Người ta bắt tìm số nguyên dương mà. Như vậy số âm ta bỏ, số BD ta bỏ luôn. Thì còn hai số dương là có thể xem xét. Số 1 và số 5 thì chỉ có số 1 là nằm ở cái vùng giữa đó thôi. Vậy nhá. Số 5 thì ngoài. Rồi. Như vậy cái vòng này nó dễ quá các em ha. Rồi. Các cái vòng tiếp theo thì nếu bí các em cứ vào video của thầy các em xem để nắm kiến thức các bạn nhé. Trang web của thầy là buinhnguyenluận.com ha. buinhnguyenluận.com. Còn phần bay của thầy là Toán Thầy Luận các bạn nhé. Toán Thầy Luận. Em vô đó để ủng hộ nhé. Toán Thầy Luận. Enter trên internet là ra liền nè. Rồi bye bye các em.